Yeah, ok, hello game, chúng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì đây sẽ là một cái video tiếp nối cái video lần trước. Đấy, cái video mà mình đã xem có một cái thằng nó đổ tất cả mọi thứ vào bồn cầu ấy. Và lần đấy thì mình đã dự đoán sai mất cái mà có liệu có xả được con gái hay không. Và mình đã dự đoán sai. Và mình đã bảo với anh em là mình sẽ chấp nhận tất cả những cái hình phạt mà anh em đề ra. Và ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái video đấy. Và chúng ta sẽ đọc comment để xem là cái hình phạt nào được nhiều like nhất và mình sẽ thực hiện nó nhá. Bây giờ mình sẽ cùng xem lại. À, đâu nhỉ? À đây rồi. Video. Rồi. Ok, và chúng ta sẽ xem lại video thử thách liệu bồn cầu có thể xả trôi được một con gà hay không. Được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ kéo xuống phần comment để xem là chúng ta sẽ tìm xem cái nào là có nhiều like nhất. Đó, rất nhiều. Cái gì đây? Gội đầu bằng bồn cầu đi anh. Hiện tại có 38 like. Đây là được, có một cái mà mình thả tim này. Cái này điều kiện này rất đơn giản là một video hỏi và trả lời để mọi người hiểu rõ hơn về anh đi ạ. Đó. Thì cái này có 148 like cũng khá là nhiều. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xuống xem tiếp để xem là có cái nào nhiều hơn không. Nếu như mà không có ấy, thì mình sẽ thực hiện cái thử thách của bạn Ngọc Minh nhá. Đấy, cái gì đây? Tarik, thông tin bé gái. Đó, tên chất. Cái này là của là em thích anh vừa ngậm chanh vừa ngậm ớt. Xong rồi rap bài côn đồ trên con đò. Wow, cái này thì quá khó luôn rồi. Cái đấy được 66 like anh em ạ. Rồi, và bây giờ mình sẽ xem nhá. Anh đi đây. Úp mặt vào bồn cầu rồi xả nước. Chất. Ok, cái này là 74 like. Hiện tại thì 154 like hình như vẫn là nhiều nhất đúng không? Đây, chúng ta cùng xem nhá. Xem có cái nào nhiều hơn không. Thế chùm khăn lên mặt rồi thủ dâm. Mình thử hỏi em kiểu nếu như mình chùm khăn lên mặt để rồi thủ dâm thì nó kiểu bệnh cái này nó thế. Thách anh gội đầu bằng nước bồn cầu à? Ừ, cái này thì chắc là làm được anh em ạ, nhưng mà nó hơi ít like, có được 2 like thôi. Thì đấy, anh đi ra đường và gặp một cô gái và bóp về cô gái đó. Bây giờ thì mình mới biết đấy, không chỉ có mình bựa đâu mà các anh em cũng bựa vãi lèn luôn từ nãy giờ, anh có thấy không? Yeah. Anh đi ra đường rồi bóp bếu của ngày đó rồi cái ngập ớt thái nguyễn chanh ngũ cốc và hát bài người lạ ơi. Wow, thề luôn, anh em cũng cực kỳ bựa rồi đấy. À, nhưng mà mình rất thích những người bựa. Cho bọn em xem chim. Xem chim á, người ta gọi đấy là kiểu bệnh hoạn đấy anh em ạ. Nếu như mình quay cái video này lên thì chắc kiểu mình sẽ bị bài trừ ra khỏi cái YouTube này luôn đấy. Mặc váy livestream đập nút bạc. Wow, toàn những kiểu những cái mà rất là kiểu bựa luôn, nhưng mà hơi ít like quá. Nguyên ăn xít ai đồng ý cho một like. May mà chỉ có một người like thôi đấy không em. Những cái thử thách này nó thật ấy là mình có thể thực hiện được rất là nhiều cái, nhưng mà vấn đề là nó cũng phải như kiểu là nó phải có khả thi một chút. Thì cái vấn đề là ăn xít này nó quá là kinh dị, nên là chắc là cái đấy sẽ mình sẽ không bao giờ làm được. À đây rồi anh em ạ. Mình đã kéo xuống bên dưới và tìm được một cái comment của ông Slooper. Đó chỉ là cái câu trả lời là được 353 like. Đấy, thì là thách anh vứt dàn PC xuống bồn cầu. Và mình cũng đã thả kim cho cái comment đó, tại vì đầu tiên ấy là nó có thể thực hiện được, và cái thứ hai ấy là cái này nó cũng khá hợp với cái chủ đề của video, tức là những cái gì mà chúng ta sẽ xả bồn cầu ấy. Đấy, nên mình đã like cho nó. Và cái gì đấy? Bên dưới gì đấy? Thách anh địt một đứa con gái thật. Wow. Ok, đã khi đọc đây mình kiểu mình thấy nó rất là hài hước luôn. Mình tính mình cũng hơi bựa bựa nên mình đã khoái với cái kiểu thách như này. Và bây giờ cái gì đây? Thách anh ăn mì cay cấp độ 7. Nhưng mà ok, túm lại thì từ nãy đến giờ ấy là cái thách anh vứt dàn PC xuống bồn cầu ấy là cái thử thách, mà không là cái hình phạt nó có nhiều like nhất rồi. Đấy, nó có tận hơn 300 like cơ, và chắc là đây sẽ là cái thử thách mà có nhiều nhất rồi, nên mình sẽ chấp nhận thử thách này và mình sẽ thực hiện nó ngay bây giờ. Rồi, ok, và đây là cái cây máy tính mà mình hay dùng để edit video và dựng video đó anh em có thể thấy. Đấy, nó cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, cái con vỏ của nó thì cũng chỉ là vỏ bình thường thôi. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành gỡ nó ra. Sau này có rất nhiều kiểu dây riếc các thứ và mình cũng không giỏi lắm về cái vụ này, nhưng mà để mang được nó vào phòng vệ sinh thì chắc là mình sẽ rút hết cái này ra nhá, rút hết mấy cái dây này ra trước đã. Ui đù má, cái chặt vãi. Ok, mình sẽ cái này là dây mạng em ạ, cái đen đen này là dây mạng, mình sẽ rút tất cả chúng nó ra. Đấy, mình sẽ rút mấy cái này thì chắc là dây của
bàn phím với cả dây của chuột. Ok, và còn một cái dây nguồn bên dưới này. Mình sẽ rút nút cái dây nguồn này ra. Rồi, coi như là xong. Đó. Và bây giờ là chúng ta có thể bê được cái cây máy tính này vào trong phòng vệ sinh và để thực hiện thử thách. Đấy, được rồi, và đây mình sẽ quay cho anh em xem này, đằng sau nó là như thế này. Lại thì nó cũng không có gì đâu, cái con máy cây này. Đó. Quay xung quanh cho anh em xem, được chưa? Sau khi mình đã tháo nó ra rồi, đó. Thì nó sẽ như này. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị là bê nó vào phòng vệ sinh để thực hiện cái hình phạt mà mình đã chấp nhận ở trong cái thử thách lần trước. Ok, và ngoài lề một chút thì nhiều anh em bảo là mình nên quay cái cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng mà mình không có nhiều thời gian, nên là nhân ở những cái vlog như thế này thì mình sẽ chia sẻ thêm về cái công việc hàng ngày của mình. Thì mình đang học kiến trúc nên là đây là những cái thứ mà mình sẽ phải làm trong hiện tại và tương lai, nên mình quay nó để cho anh em hiểu thêm này. Nếu như có ai mà cũng đang học kiến trúc thì chắc là sẽ biết là mấy cái này là mình đang làm cái gì. Đây là hai cái đồ án thiết kế nhanh của mình đó, để cho anh em biết thêm một chút về mình, để xem là mình học tập và cái công việc mà hàng ngày mình làm là những cái gì. Ngoài cái việc là ngồi edit video ra thì đây là những cái thứ mà mình phải làm trong cái việc học của mình. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bê cái cây này vào phòng vệ sinh. Ok, và mình đã bê được cái cây máy tính vào trong phòng vệ sinh rồi. Nhưng mà mình đã không quay lại được cảnh đấy, do là cái cây này nó quá nặng với cả to nữa. Lúc đầu là mình định quay lại cơ, nhưng mà mệt quá anh em ạ, bê mãi mới vào được trong này. Nó rất là vướng nên là mình không thể quay được. Ok, đây, và mình đã bê nó vào phòng vệ sinh rồi. Và đây chính là phòng vệ sinh. Đó. Và còn đây thì chính là mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vứt vào trong cái bồn vệ sinh này. Và sau đó thì mình sẽ ấn xả nước, coi như là mình sẽ thực hiện thử thách với anh em đề ra, được chưa? Vứt cái bộ máy PC vào cái bồn vệ sinh. Tại mình cũng định vứt là tất cả cơ, nhưng mà mình nghĩ là cái cây máy tính là cái giá trị nhất trong cái bộ PC của mình, nên mình sẽ vứt cái giá trị nhất thôi. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành vứt nó vào trong bồn vệ sinh này. Và bây giờ thì mình sẽ phải bê nó lên anh em ạ. Chắc là mình sẽ phải lật cây lên. Lật nó lên, tại vì cái cây máy tính của mình nó rất là to ấy. Không thể nào vứt nó vào được. Nặng. Phức cơ. Rồi, bây giờ mình sẽ chắc là để lên như này nhỉ. Mình sẽ để nó vào đây. Không vừa anh em. Không vừa rồi, đồ má. Vậy thì chắc là mình sẽ để ngang nó ra. Mình sẽ để ngang như này. Chắc là mình sẽ mình sẽ bỏ cái xốp ra nhá. Bỏ cái xốp ra đi. Vừa bẩn vãi. Không nghĩ là nó bẩn như này. Mình không nghĩ là nó bẩn như này đâu. Bẩn bồn anh em ạ. Chắc là sau lần này thì mình sẽ nhờ cái bồn vệ sinh này xả tất cả những cái bẩn đi mất. Quá bẩn đi. Được rồi, và bây giờ thì đã đến cái lúc chuyên mục mà chúng ta sẽ vứt vào như này. Mình nên vứt như này không? Vứt xuống luôn anh em ạ. Nhưng vấn đề là vứt xuống như thế này thì nó không để được ấy. Nó sẽ bị đổ. Nó sẽ đổ bên dưới. Shit. Chắc mình sẽ để như này đi. Ta sẽ để như này nhé. Mình không nghĩ là cái cây nó to như thế đâu. Đầu tiên là mình tưởng là nó sẽ vừa vào trong cái bồn vệ sinh cơ, nhưng hóa ra là nó to hơn. Rồi, ok, và có một cái có một cái sự việc khá là thốn đang xảy ra, đó chính là mình không nghĩ được là cái cây máy tính của mình nó lại to đến cái mức độ mà cả cái bồn vệ sinh này mà không vừa anh em ạ. Có vẻ như là cái việc để mà vứt cái dàn PC xuống thì đang bị gặp một cái khó khăn nhất định, và bây giờ mình đang tìm cách làm thế nào để cho nhét vừa nó xuống được ấy. Nếu như một tay mình cầm máy và một tay mình cho nó xuống như thế này thì sao? Mình có thể cho nó xuống không? Mình sẽ nhét nó xuống như này. Nhét nó xuống em ạ. Nhét nó xuống bộ vệ sinh vẫn không được. Nhét một đầu thì nó không thể đứng được ấy, nó sẽ bị đổ ra bên ngoài. Đây. Em thấy không? Thế nhá, mình sẽ quay bên dưới cho anh em xem. Đấy, nó đã kiểu như là nó bị tràn hết rồi này, nó bị tràn hết cả ra bên ngoài rồi, nó không vừa. Thế thôi. Dù sao thì nếu như không vừa thì mình cũng sẽ thực hiện thử thách, đấy chính là đặt vào phòng vệ sinh rồi, và sau đó thì mình sẽ xả nước, ok? Đó. Anh em có nghe tiếng xả nước không? Đấy, mình sẽ xả lại lần nữa nhé. Đây không? Đây, mình sẽ bỏ ra để cho anh em thấy cái phần xả nước ở bên dưới này. Túm lại là không vừa anh em ạ. Chắc chỉ có tháo nhỏ ra thì mình may ra thì mới vừa thôi, nhưng mà nó túm lại là mình rất là lười cái việc tháo ra. Anh em thấy không? Một đống dây dợ như này, xong lúc tháo ra nó rất là mệt luôn ấy.
Và mình đã thử rất nhiều cách để xem là có cách nào chúng ta có thể vứt được cái PC này, cái PC của mình xuống bồn vệ sinh hay không, nhưng mà túm lại thì không có các bạn, tại vì nó to quá. Đây cũng là những nỗ lực cuối cùng của mình rồi, mình kiểu không biết làm cách nào để có thể vứt được nó xuống được luôn. Túm lại là mình đã thực hiện cái hình phạt mà anh em đề ra cho mình, nhưng mà nó không thể thực hiện được do là cái PC nó quá to. Anh em thấy không? Đây đây, mình sẽ quay này nhá. Đó, đây là người của mình. Và nếu như anh em nhìn trong gương ấy thì cái PC nó còn to hơn cả người của mình nữa. Đó. Chúng ta không thể nào mà vứt cái PC xuống được, mặc dù mình đã cố thử. Bây giờ mình mới biết là dù có bằng cách nào chăng nữa thì mình cũng không bao giờ có thể vứt được cái PC xuống phòng vệ sinh cả. Đây là ok, thì chắc là video này mình sẽ kết thúc đây thôi. Và nếu như anh em thấy wow, lần đầu tiên mình biết được cái này nó cậy ra anh em ạ. Hey, hay phết. Được rồi. Và nếu như anh em lần sau mà thích mấy cái kiểu mà thử thách và có hình phạt như thế này thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi kênh của mình. Và để lần sau để xem là chúng ta sẽ có cái gì hay ho để cùng chơi với nhau, ok? Còn bây giờ thì bye bye. Đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.